trong những ngày kế tiếp chúng ta ở nước Mỹ này nè, nó cũng sẽ có những cái nạn, rồi nước Việt Nam sẽ tiếp tục những cái nạn, tiếp tục là nạn đói, nạn lo này lo kia, thiếu này thiếu nọ. Bây giờ đến nỗi mà không có việc làm, không có như sinh hoạt trong những thời gian mà xưa đó, thì những người ở bên Việt Nam mình bây giờ họ cũng không còn gì họ để mất nữa, chỉ là sáng thức dậy kiếm nhà ăn bậy bạ no rồi chờ rồi ngóng, nó cứ thế, tương lai không có nữa. Thì cái này đã nói cách đây 1 năm rồi, Đức Thầy mà chưa xuất hiện á là con người Việt Nam mình tất cả 100 triệu người luôn á, trừ khi những người có sanh dứt sanh sau họ hơi bận rộn quá không để mà họ họ, họ lùa của chứ còn những cái người mà bình thường từ người giàu cỡ đó mình thấy bị bắt tùm lum á, và tới cái người mà không đau ôm hay là shipper ở bển cũng là lòng dạ rất là nao núng, họ mong cái gì họ chờ cái gì, họ chờ một cái thay đổi, họ chờ 3 tiếng sấm nổ đùng 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 thì mọi thứ sẽ thay đổi. Thì ngày đó hôm nay á thì mình thấy sắp sửa rồi đó, Đức Thầy sẽ xuất hiện, Ngài không có thất hứa. Những người nào ở trong này đạo hòa hảo hay vững lòng tin, nhưng mà ngược lại thì không có duyên với những người đạo hòa hảo nhiều, tại vì họ những người mà biết tu á, họ đọc cuốn sách rồi cái ra lại giải thích nghe đó, họ chỉ tin như vậy thôi, họ không bao giờ họ tin những cái gì lạ hơn hết. Thấy tượng thì lại, thấy mặt thì thấy phát ghét. Không, chúng sanh nó vậy đó. Ở trên nói vậy mà họ thấy tượng đó thì họ lại, mà thấy mặt đó là họ ghét, là cái chướng ngại của mình, đó là lỗi của cái nhẽ của mình đó, chứ không phải là lỗi của kiếp. Vì chế độ vô thần cộng sản lâu nay họ gài đặt vô rất là nhiều những cái hoàn hảo cũng giả, cũng có nó làm giả trong đó, cao đài cũng có làm giả trong đó, Phật giáo cũng có giả trong đó, cái gì cũng giả hết. Thì cái lòng người Phật tử thời nay bề trên đã nhìn thấy là cái nạn, cái pháp nạn, thì mới nói khuyên việc nói với mọi người là tự đốt đuốc đi, tự có bản lĩnh, tự có chánh kiến để mình có thể tự nhận thức được cái đâu là thật, đâu là giả. Sau này những cái người gọi là hiện tại mình thời gian không còn nữa, họ cứ xỉa xói cha trời mẹ đất nhỏ ông Phật, họ muốn tu theo tiên kiệt là gì đó, dị đoan đại khái, mà lỡ như kiệt là Bồ Tát thiệt là những người đó sẽ làm sao, họ chữa kiệt nhiều quá. Kiệt cũng xin là mấy vị nói con chỉ xin được 3 lần thôi à, cho một người thôi à, còn họ tiếp tục thì đó là cái ngã của họ quá cao. Thật sự kiệt đã xin hết rồi đó, nó ai chửi con xin, nhưng mà cái luật đó mình chỉ xin cho một người 3 lần. Mà lỡ như kiệt là như vậy thì không sao nha, mà lỡ như kiệt làm một vị Bồ Tát thật, những người đó cũng khó về trời lắm á, uổng công nó bao nhiêu năm trời ăn chay niệm Phật tu tập. Những người tu càng nhiều, đọc kinh càng nhiều, cái ngã càng cao nha quý vị, không phải là tu nhiều đọc kinh nhiều là hiền đâu đấy.